Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tính đến nay thì bộ phim Trần Đình Lệnh đã công chiếu được 3 năm rồi đấy và chuẩn bị bước sang năm thứ tư. Thế nhưng, thật thần kỳ trên các bảng xếp hạng, thành tích và độ ảnh hưởng của bộ phim này vẫn trong top đầu. Bên cạnh các bảng xếp hạng trong nước thì Trần Đình Lệnh còn có mặt trên bảng xếp hạng quốc tế. Trần Đình Lệnh đã được phát sóng ở Nhật Bản nhiều lần và thậm chí bộ phim còn được sản xuất thành đĩa DVD và đĩa quang kỹ thuật số để bán. Vào năm 2020, nó đã bán hết được 15.851 bản. Thành tích này đạt được đối với các đĩa vật lý, đó là một kết quả khá tốt. Bạn hãy thử tưởng tượng xem trong thời đại công nghệ số như hiện nay, các đĩa DVD đã hầu như không còn nhiều đất dụng võ nữa. Để thưởng thức bộ phim, công chúng có thể truy cập rất nhiều nền tảng xem trực tuyến. Tuy nhiên, bộ phim vẫn thành công với đĩa DVD vật lý. Hơn nữa, trong danh sách mới nhất, chúng ta có thể thấy rằng 17.257 bản đã được bán ra trong năm 2021. Như vậy là con số bán ra nhiều hơn 2.000 bản so với năm ngoái. Bạn có thấy con số này rất đáng kinh ngạc hay không? Không những thế, xếp hạng của bộ phim còn đứng thứ 5 trên danh sách đĩa vật lý bán chạy nhất Nhật Bản. Có hai điều đặc biệt cần phải nói về bộ phim này. Thứ nhất, đây là một bộ phim nước ngoài nhưng lại rất thành công ở Nhật Bản. Thứ hai, nhìn vào danh sách có thể thấy bộ phim đã đánh bại các bộ phim khác của Nhật Bản. Đây là bộ phim duy nhất xuất hiện trong top đầu trong 2 năm liền. Trong khi đó, không có bộ phim nào của Nhật Bản xuất hiện 2 lần trong danh sách này. Cho đến bây giờ, sau khi kết thúc công chiếu nhiều năm, mọi thông tin về bộ phim vẫn luôn được tìm kiếm sôi nổi. Người ta nói rằng chính nhờ bộ phim này mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trở nên nổi tiếng. Nhưng tôi lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Đây là sự hỗ trợ tương hỗ qua lại hai mặt. Thứ nhất, đúng là nhờ tham gia vào bộ phim mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng quốc tế. Nhưng ngược lại, chính nhờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã giúp cho bộ phim vươn tầm quốc tế. Nếu không có hóa thân tuyệt vời của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thì Lâm Vong Cơ và Ngụy Anh chưa chắc trở thành nhân vật nổi tiếng với khán giả nước ngoài. Chính vì thế, ở đây là mối quan hệ tương hỗ hai mặt giữa diễn viên và bộ phim. Một điều thứ ba cần phải nói đến chính là sự tương tác giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Sự tương tác quá dễ thương của hai anh em trong hậu trường và trong các sự kiện đã khiến công chúng không thể không yêu mến. Đa phần mọi người đều cảm thấy rằng showbiz có quá nhiều thị phi và khó có một tình bạn bền vững. Nhưng khi họ nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tương tác, công chúng bỗng cảm thấy cuộc sống vẫn có những điều đơn giản mà ấm áp. Quý vị và các bạn thân mến, chính sự tương tác của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là bàn đạp khiến cho bộ phim Trần Đình Lệnh ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thực ra có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Vương Nhất Bác cứ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tinh nghịch, ấm áp, đa cảm như một đứa trẻ. Trong khi đó Tiêu Chiến có vẻ ngoài mong manh, thư sinh, dễ gần, nhưng bên trong lại trưởng thành, cương nghị và vô cùng mạnh mẽ. Cả hai nghệ sĩ đẹp trai, đa tài và nỗ lực đi lên. Đây chính là lý do khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng ngày càng trở nên thu hút đối với công chúng. Vì vậy có thể khẳng định rằng vào năm 2019, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nổi tiếng là nhờ bộ phim Trần Đình Lệnh. Nhưng bộ phim Trần Đình Lệnh nổi tiếng được trong nhiều năm là nhờ vào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Họ thuộc về bộ phim và bộ phim cũng thuộc về họ. Vì nhau và cùng nhau trở nên nổi tiếng, đó chính là một quá trình, chứ hoàn toàn không phải là bạo hồng chỉ sau một đêm. Cho đến hiện nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn liên tiếp có được thành công là nhờ vào nỗ lực của chính họ. Ngày 27 tháng 12, Vương Nhất Bác sẽ ra mắt bài hát mới 24. Sau đó, anh ấy đang có hai chứng thực mới chuẩn bị được tuyên bố. Trước mắt, một chứng thực mới của anh ấy cũng có thể sẽ được tuyên vào đầu tháng 1 năm 2022. Bên cạnh đó, về tài nguyên phim ảnh, các bộ phim của Vương Nhất Bác sẽ lần lượt lên sóng mà không gặp phải vấn đề nào, bao gồm cả phim truyền hình, phim điện ảnh và phim tài liệu. Còn với Tiêu Chiến thì sao? Anh ấy vẫn có khoảng 8 chứng thực mới đang xếp hàng chờ được tuyên bố. Các bộ phim của anh ấy cũng đang trong kế hoạch chờ lên sóng. Khả năng gánh hàng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là đỉnh cao và các thương hiệu liên tiếp tìm đến họ. Trong năm mới, bạn sẽ phải bất ngờ về danh sách chứng thực của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đấy. Bước sang năm 2022, cả hai nghệ sĩ sẽ bước vào một giai đoạn mới và sự nghiệp của họ sẽ khiến nhiều người phải ghen tị. Hãy cùng theo dõi kênh để cập nhật những tin tức mới nhất về idol của bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.